xuất hiện bài toán của học sinh lớp 1 khiến cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa. Mới đây trên mạng xã hội, mọi người đang truyền tay nhau một bài toán thu hút rất đông lượt bình luận tranh cãi. Khi thì người cho là cô giáo chấm sai, kẻ thì lại khẳng định cô giáo chấm đúng. Được biết, nguồn gốc của cuộc tranh cãi bắt đầu khi một tài khoản đăng tải kết quả học tập của con mình lên. Trong đó có một bài toán với nội dung như sau: hôm qua là thứ ba ngày 6, vậy ngày mai là thứ mấy ngày mấy? Kết quả bên dưới, học sinh đã chọn ngay đáp án C là thứ năm ngày 8. Tuy nhiên, câu trả lời này bị cô giáo đánh sai và đáp án đúng phải là thứ tư ngày 7. Khiến phụ huynh không khỏi hoang mang nên đã đăng bài toán của con lên mạng và nhờ mọi người lý giải giúp. Nhiều dân tình khi xem cũng tỏ ra khó hiểu và khẳng định rằng có lẽ cô giáo đã nhầm lẫn vì hôm qua là thứ ba, vậy thì hiện tại là thứ tư, còn ngày mai thì chắc chắn phải là thứ năm mới đúng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng cô giáo chấm không sai nhưng có lẽ đề bài chưa rõ ràng. Có thể ý của cô giáo là ngày mai của thứ ba thì tức là thứ tư. Vấn đề này hiện vẫn đang được cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa vì chưa biết rốt cuộc ai mới là người sai ở trong câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.